tặng quà mang mưa hay dưới nắng hạ, trong đêm cuồng phong bao táp điên cuồng, tôi vẫn còn bay mãi suốt đêm ngày. Đường dài tôi đi vượt đỉnh núi chập trùng, ngọn gió bập bùng, vỗ cánh nhẹ nhàng trao nghiêng. Cuộc sống đường chờ nên ngày mai tôi sẽ hát mãi câu tình ca thiết tha. Dẫu nhọc nhằn sau cơn chân ai, tôi vẫn muốn cất cao lời yêu dấu đến bên người. Và cơn cuồng phong nắng đã lên rồi, bông hoa hôm qua đêm qua đã tươi đẹp. Cô ca còn đây hãy lắng nghe May quá, con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người sao rồi? Ồ, sao con lại ở đây vậy ba? Con bị xỉu. Mà sao con không ngủ trên giường, con ngủ dưới đất làm chi? Ba đưa con tới đây cấp cứu đó. Ba ơi, hả? Mấy giờ rồi ba? Cuộc thi của con ba. Gần 11 giờ rồi. Mà con dậy sao thi được? Thôi bỏ đi con. Ba chở con tới cuộc thi liền đi ba. Ba ơi. Linh Chi à, con còn yếu lắm, không có thi được đâu. Thôi, để dịp khác đi con. Không được đâu ba. Hãy cố gắng lên nào. Gió cứ trôi bao ưu phiền nhẹ tấn như trong tôi chẳng bao giờ âu lo. Lên trời chẳng hiểu sao thích bay. Tôi thấy cha tôi cười, tôi thấy cha đang nhìn lấy tôi. Cha biết tôi đang cùng ước mơ lên trời. Xin mang số báo danh số 17 Linh Nhi. Mời thí sinh mang số báo danh số 18 Cao Vinh chuẩn bị. Tôi xin nhắc lại, mời thí sinh mang số báo danh số 17 Linh Nhi. Ủa sao gì kỳ vậy? Linh Nhi đâu rồi? Bộ bỏ thi hết trời. Chị à, Linh Nhi không tới cuộc thi được. Em vậy chị sao? Vậy thôi loại luôn. Vậy, vậy loại thí sinh đó luôn nha. Quyết định vậy đi. Vậy chúng tôi xin mời thí sinh mang số báo danh số 18 Cao Vinh. Ba chở con tới cuộc thi đi ba. Đây là điều duy nhất con có thể làm mà ba. Cơ hội khác sẽ tới liền thôi con. Rồi, cơ hội khác sẽ tới liền mà.
Không có còn cơ hội nào nữa. Đây là cơ hội duy nhất của con mà. Con phải đoạt giải cuộc thi này. Cho con đi thi đi mà ba. Cuộc thi của con, cuộc thi của con. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người. Đẹp là không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Thưa ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc bài ca ước mơ, cuộc thi vòng loại sáng nay đến đây là tạm thời chấm dứt. Đến buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục từ các số báo danh từ số 17 cho tới số 30. Dạ, em tên là Nguyễn Linh Nhi, số báo danh số 17. Xin lỗi em tới trễ. Bây giờ cho em thi được không ạ? Em đã tới quá muộn, chúng tôi cũng đã hết cách rồi. Em nói giùm cho con bé một tiếng giùm chị được không em? Không được đâu, vô kỷ luật quá mà. Coi vậy mà khó khăn quá. Em xin ban giám khảo cho em thi được không ạ? Em biết đó, tuy đây là cuộc thi tuyển chọn âm nhạc, nhưng chúng tôi cũng chú ý đến tác phong. Em lại đi trễ, thú thật là chúng tôi cũng hết cách. Hẹn em lần sau vậy. Dạ thưa ban giám khảo, xin lỗi vì sáng nay con gái tôi bị ngất xỉu, tôi phải đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu ạ. Dạ thưa ban giám khảo, nhưng sau khi tỉnh lại thì điều đầu tiên cháu nó nói là cuộc thi của con. Dạ còn đây là toa thuốc của bệnh viện ạ. Tôi xin thành thật xin lỗi tất cả quý vị có mặt ở đây. Còn tôi nói cuộc thi là của nó. Phải, cuộc thi là của nó. Người ta có thể khoe ra căn nhà này của tôi, chiếc xe này của tôi, cái áo này của tôi. Còn cuộc thi, cuộc thi là của nhà sáng lập, của nhà tài trợ mới đúng. Thưa ban giám khảo, bởi vì với con gái tôi, cuộc thi là ước mơ, âm nhạc là ước mơ, là cuộc sống. Xin ban giám khảo cho con gái tôi một cơ hội để nó chạm tới ước mơ của mình. Theo tôi nghĩ thì cứ để Linh Nhi hát được không? Không sao đâu. Ý chị sao? Tôi đồng ý. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Vậy em còn chần chờ gì nữa? Em hãy cho chúng tôi xem tài năng của em đi. Em cảm ơn ban giám khảo. Em cảm ơn. Cố gắng lên nghe con. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả. Linh Nhi xin hát bài hát dự thi. Bài hát được mang tên là Anh Khang báo băng nhạc giùm em nha. Em hát bài gì? Ngày gió đó anh. Ngày gió hả? Ok, ngày gió.
nơi ôi cớ sao làm tôi gió ơi. Gió cuốn cao, gió thét cao, ngày đây gió yêu. Em đã sử dụng cơ hội của ba em cho em như vậy đó. Đi. À, chị anh. Vô kỷ luật tới như vậy là cùng. Bộ các người là chủ công ty này hả? Ừ. Linh Nhi, em muốn chứng tỏ điều gì vậy? Rằng em là thiên tài, điều gì em cũng làm được. Không cần tập luyện em vẫn hát hay đúng không? Cậu Tấn, công ty có hai đứa đi thi mà cậu sắp xếp cũng không xong nữa. Cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Dạ, tại vì ông Trường ông nói để ông tự lo cho nên em. Dạ. Vậy tháng này cậu nói ông lãnh lương thay cậu luôn đi. Anh... Cười cái gì? Vui lắm hả? Em tự ý mở nhạc riêng của Mina, tôi còn chưa nói tới đó. Dạ em xin lỗi, em quên mất á, là bài hát đó chị sáng tác dành riêng cho Mina.
Còn chuyện quay MV của Mina tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi chị. Ngày mốt là có thể tiến hành được. Dự định là 4 ngày. Nếu mà trễ thì trong vòng khoảng 1 tuần. Mina. Dạ. Em qua phòng tập. Cái đoạn chuyển tông em còn hơi sượng đó. Dạ. Anh Khang. Nãy anh nói bài hát đó là cô Hoàng Anh sáng tác hả? Thì em thấy rồi đó. Anh không muốn em hiểu lầm Mina. Con bé đó không xấu tính như em nghĩ đâu. Dạ, anh cầm toa ra nhà thuốc mua. Theo toa thuốc. Hết thuốc tới đây tái khám lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, chừng nào con mới hết bệnh vậy bác sĩ? Bị viêm họng nên nghỉ ngơi vài ngày. Nếu muốn đi thi như con kể nãy giờ thì con phải tuyệt đối nghe theo lời bác sĩ. Đừng vội vàng quá. Từ Bình Thuận vô. Thành hay quá ha. Kiếm được nhà Nhi luôn á. À thôi vô đi cháu. Dạ. Vô đi cháu. Dạ. Thanh xin lỗi. Chuyện hôm bữa Thanh hơi lớn tiếng với Nhi. Nhưng đây là chuyện quan trọng nên Thanh muốn hỏi cho ra lẽ. Hỏi gì thì hỏi đi. Cái này là của Nhi. Lúc đó Nhi trốn bọn bắt cóc, Nhi rối quá nên bỏ theo vô luôn. Lúc mà Lâm cứu á, Nhi vẫn còn cái hộp quẹt. Hình như bị mất cái đêm Nhi cãi nhau với bé Thảo. Xong rồi Nhi vô đền mà Nhi bị té. Trời tối quá Nhi đâu có để ý đâu. Giả lại cái hộp quẹt có đẹp đẽ gì đâu mà Nhi quan tâm. À, mà lần đầu tiên á Nhi tới đền á, Nhi có thấy ai ở đó không? Hay là có chuyện gì khác thường không? Thanh, Nhi đang buồn lắm. Nhi không có nhớ gì hết á. Nhi ráng nhớ đi. Tại vì á ngày mai là Thanh về rồi. Lúc đó Nhi tưởng cái đền là nhà trọ, cho nên Nhi mới vô. Hình như lúc đó cửa mở sẵn á. Cửa mở sẵn? Không phải là mở hẳn, chỉ là khép hờ thôi. Bởi vậy Nhi mới đi vô á.
Kỳ vậy ta? Cửa đền chỉ mở chỉ ngày lễ thôi, mà lễ KT đã qua rồi mà. Không lẽ ông Từ quên khóa cửa? Đúng rồi, hình như là Nhi nghe có tiếng người á. Sao? Không phải là tiếng nói, chỉ là tiếng hát xì thôi. Kiểu như là hát xì, nói chung là hai tiếng một lượt vậy đó. Nó kỳ lắm. Thôi được rồi, Thanh sẽ tìm hiểu thêm. Chuyện của Nhi sao rồi? Công an á đã bắt được tụi bắt cóc chưa? Nhà Nhi không có muốn ảnh hưởng tới việc ca hát của Nhi, cho nên là để sau. Thôi, Nhi đừng buồn nữa. Nhi không làm gì xấu á thì mọi người sẽ không hiểu lầm Nhi đâu. Quay lại giai điệu cũ hoài à. Tức quá. Gió gió ơi bay lên trời, thổi tôi lên trời, ôi cả sao là tôi gió ơi. Gió cuốn cao, gió thét cao, ngày là ghê. Tôi thấy em tôi cười. Nhi. Trời ơi, tới giờ biểu diễn rồi mà còn ngồi đó đờn ca nữa. Thằng Khang nó đang chờ con ở dưới kìa. Con đang thu bài con mới sáng tác mà mày làm hư hết rồi nè. Gió gió ơi cao lên nào, lại bay khắp nơi ngầm thế gian trong mưa. Gió ơi, gió ơi, gió ơi, gió ơi. Gió hát lên câu đón chào ngày lạ kia. Gió ơi, gió ơi, gió ơi. Tôi thấy anh vui cười.
Hôm qua em mới sáng tác được hai bài nhạc mới á, em muốn dùng cho cuộc thi được không cô? Việc cần làm thì không làm, việc không phải của mình thì đi làm. Nhiệm vụ của em bây giờ là luyện tập, thay đổi dần cái hình ảnh của mình đi, hiểu chưa? Cô anh chưa từng nghe qua. Vậy là ủa, con chạy đâu dữ vậy Nhi? Con đi gặp chú Tấn á ba. Nhưng con đang bệnh mà. Với lại trời sắp tối rồi, thôi ngày mai hãy đi con. Ừ, không được ba, con lỡ hẹn với chú Tấn rồi. Nhưng mà con về liền, ba đừng có lo, con đi nha. Con thương ba lắm. Ba cũng thương con. Con nói sao? Con biết ai là kẻ chủ mưu bắt cóc con. Là sao? Chuyện gì nữa đây? Chú ơi, con chắc chắn mà. Bây giờ chú nghe con lần đi, con sẽ kể đầu đuôi hết cho chú nghe nha. Nhi à, chuyện mà chú cháu mình giả bắt cóc á đã mang phiền phức đến cho chú nhiều lắm rồi, bây giờ con lại muốn bày trò gì nữa đây? Chú, từ lúc con về tới giờ không có ai tin con hết á. Con cảm giác giống như là mình bị bỏ rơi vậy á. Chú, trước giờ chú rất là tin con, rất là thương con. Bây giờ chú ráng tin con thêm lần nữa đi chú, giúp con minh oan đi mà chú. Thôi được, con nói rõ ràng đầu đuôi cho chú nghe. Chú, cô Hoàng Anh chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc này đó chú. Bảy nè, sao mà lại cô Hoàng Anh? Có phải là con ghét cô Hoàng Anh rồi con vu khống cho cô Hoàng Anh phải không? Con chắc chắn. Con nói đi, dựa vào đâu mà con nói cô Hoàng Anh làm? Dựa vô cái thẻ nhớ điện thoại của con. Thẻ nhớ? Ừ, cái bài hát Mina diễn là bài hát con viết đó chú. Lúc mà con viết xong con lưu vô cái điện thoại, không có ai nghe được hết. Mà lúc con bị bắt cóc thì người ta lấy điện thoại của con. Thì sao? Thì con viết bài hát đó mà bài hát đó trong điện thoại của con. Lúc về đây cô Hoàng Anh lại công bố một bài hát giống như vậy. Nếu mà không nghe qua thì làm sao mà cô ăn cắp được hả chú? Nghĩa là? Nghĩa là cô Hoàng Anh là chủ mưu của vụ bắt cóc này, và cô lấy điện thoại của con. Cô Anh đã nghe được bài hát này và lấy nó làm của mình đó chú. Nhưng mà lỡ như con đưa ai khác nghe thì sao? Không có đâu chú, chỉ có anh Khang nghe được thôi. Nhưng mà con chỉ cho anh Khang nghe cái khúc cuối, đâu có lấy được nguyên một bài như vậy. Giống 100% sao? Giống, nhưng mà không có 100%. Cô Anh chỉnh sửa một chút rồi, nhưng mà con chắc chắn là bài của con. Vậy còn bản nháp thì sao? Con có đưa cho ai khác không? Dạ không, con để đâu mất tiêu rồi. Vậy là có thể con quăng bậy ở đâu đó, ở phòng tập. Rồi cô Anh thấy thì sao? Con viết ở nhà mà chú, con đâu có làm gì quăng lung tung được. Thôi được, chú sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Chú nhức đầu quá, làm cho chú bây giờ không biết tin vào ai nữa. Con cho chú một thời gian để chú suy nghĩ thêm. Con đã gây ra rất nhiều chuyện rồi, còn cô Anh là người chú rất quý. Chú không muốn chuyện này xảy ra như vậy. Chú, chuyện xảy ra con sẽ không phân bua nữa. Nhưng mà chú ráng thử tin con thêm một lần nữa được không chú?
Chú tin con. Chú hứa sẽ giúp con bình quan. Nhưng trước mắt là chú phải kiểm tra lại. Chú cháu mình không có bằng chứng, không thể cứ nói là xong. Giờ mình phải làm sao hả chú? Tạm thời con phải an binh bất động, không tranh chấp bản quyền bản nhạc đó. Coi như là con đã bị mất nó rồi. Giờ con cứ bình thường đi. Khi nào có kế hoạch chú sẽ báo với con. Dạ, con biết rồi. Nè, mà con phải nhớ là đừng có nói ra chuyện này nghe chưa. Dạ. Thằng Khang chú thấy cũng không đáng tin đâu. Con biết mà. Chỉ cần có chuyện là quay quắt 180 độ. Hả? Dạ không có gì. Thôi, bây giờ con về đi. Con nhớ những lời chú dặn đó. À mà khoan, để chú kêu tài xế chở con về. Dạ cảm ơn chú. Alo. À, cậu chở Linh Nhi về giùm tôi nghe. Thôi con đi đi. Cảm ơn chú. Chú hứa sẽ giúp con. Anh tha cho tám tơ đi. Nó lỡ vậy, ngày mai em tìm con nhỏ đó cho anh. Ngay từ đầu đại ca dặn mày sao hả? Tại sao mày để thằng ngu này một mình với con nhỏ đó? Anh tha cho nó. Còn nếu anh đánh em đi. Thần kinh yếu lắm, đừng đánh thằng tám tơ. Binh hả? Được, nếu mày muốn. Binh hả? Thôi đủ rồi. Binh hả? Tụi bay là người nhà cả. Tụi bay muốn chấm dứt nhau hả? Mày đứng lên. Lại đây. Đây là tấm bản đồ. Tụi bay khoanh vùng lại. Nó không có tiền bạc, không có người quen. Ngày mai tụi bay khoanh vùng lại các thị trấn và các thị xã quanh đây. Sau đó tụ tập các anh em lại. Tao nghe. Em Đông Đen Tử. Một thằng nhóc tên là Nhật Khang đã tới nhà ông Trường. Lúc em quay lại đã thấy nó ở trong phòng của con nhỏ. Hồi tối giờ em có hỏi chuyện ba má con nhỏ. Nghe nói là thằng nhóc đó tới tìm bản nhạc gì đó. Nhưng mà lúc nhìn thấy em, nó giật mình. Thái độ của nó đáng ngờ lắm. Mày cứ theo dõi cái nhà đó. Còn thằng nhảy ranh đó, mày cứ để đó cho tao. Má, cả một cái lũ chuột nhắt. Còn mày nữa. Tao đã trì hoãn một tiếng đồng hồ để tới cái đập nước đó mà mày cũng không bắt được nó. Lúc đó mày làm cái gì hả? Em cũng chạy tới đâu có kịp.
Nhưng mà em đâu có nghĩ hai cái thằng ngu này nè để con nhỏ chạy trốn. Mày hai anh coi nó có người quen nào ở đây không? Em có tịch thu cái điện thoại của nó. Dạ. Đưa tao cái điện thoại. Nhanh lên. Trong chiếc điện thoại này có mấy bài nhạc nó hát, với lại có mấy số điện thoại. Anh coi có quen không? Đưa đây tao. Cho bạn đưa liền. Nghe chị, mai chuẩn bị hợp đồng cho bà Diễm lên ký nha. Dạ dạ. Vậy sao ông không giữ thằng đó lại, bắt nó khai ra? Anh thấy nó là đứa đàng hoàng. Anh nghe tụi nó nói chuyện á, anh tin con mình. Trời ơi, cứ phải kềm chế vậy chắc tôi tức chết quá à. Cả tỷ bạc đó có thể giải quyết hết những chuyến hàng lần này, ông không hiểu hay sao? Nhưng mà đâu còn cách nào khác. Nếu mà làm lớn chuyện á thì dính tới công an, làm sao con mình đi hát được, chưa kể là thi lấy học bổng nữa. Vậy ta sao đồng bọn của nó tới nhà ông không giữ lại? Em lại cái gì mà đồng bọn? Nói sao mà khó nghe vậy. Trời ơi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Tối hồi chắc tôi tức chết quá à. Nói chuyện với em chắc tôi cũng tức chết luôn quá à.
Qua nè, qua nè, qua nè. Anh Thanh. Về sớm vậy mày? Quá chiều mày mới về chứ. Ừ. Đúng ra là sáng nay tao mới về, nhưng mà ở Sài Gòn ngột ngạt quá, tao tranh thủ đón xe về trước. Nhớ quê phải không? Mày. Ủa, còn cái này là quà của ai? Của Tranh. Hả? Thiệt hả? Trời ơi, cảm ơn Thanh nha. Ở Sài Gòn á, nấu ăn ngon lắm. Em á, tranh thủ tập nấu đi, rồi Thanh nếm giùm cho. Ôi, tầm ăn lạ không ha. Ê, còn quà của tao đâu? Đúng rồi, quà của anh đâu? Có liền. Nè, tên tên. Ủa, đâu có dạy làm gì đâu. Đây nè, đây. Ủa, hình của chị Linh Nhi. Hãy anh nâng ấm áp kia cho ta bao chứa chan tình bạn, vui lên đi dù có trong ngày.